thiện hiện nên biết như vậy như lai ứng tránh đẳng giác dựa vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu có thể như thật giác ngộ chân như của các pháp tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác do như thật giác ngộ tướng của chân như nên gọi là như lai ứng tránh đẳng giác cụ thọ thiện hiện lại bạch phật Bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã chứng chân như thật tướng các pháp rất là thậm thâm, khó thấy, khó hiểu. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều dùng thật tướng chân như các pháp để chỉ rõ phân biệt quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật. Chân như này thậm thâm vi diệu, ai mới có thể tin hiểu, chỉ có Đại Bồ Tát ở ngôi vị bất thối, và bậc A-La-Hán đầy đủ tránh kiến hết lậu hoặc, nghe Đức Phật thuyết về chân như thâm sâu này mới có thể tin hiểu được vì họ mà như lai dựa vào tướng chân như mà chính ngài đã chứng được để phân biệt và chỉ bày phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói vì sao vì chân như vô tận nên rất thâm sâu chỉ có như lai mới hiện chân như vô tận của đẳng chánh giác bạch thế tôn do đâu phật chứng được chân như vô tận thiện hiện do chân như phật có thể chứng được chân như vô tận này bạch thế tôn như lai chứng được chân như vô tận nào thiện hiện như lai chứng được chân như vô tận của tất cả pháp bạch thế tôn chân như các pháp do đâu vô tận thiện hiện do tất cả pháp đều vô tận nên tất cả như lai ứng tránh đẳng giác chứng đắc chân như vô tận của tất cả pháp đạt được quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề vì các hữu tình hiền bày phân biệt tướng chân như của tất cả pháp do đó nên gọi là người thuyết như thật Lúc bấy giờ các thiên tử dục giới sắc giới trong ba ngàn đại thiên thế giới đều đem các thứ hương hoa vi diệu của cõi trời từ xa giải đến cúng dường Thế Tôn đi đến gặp Phật đảnh lễ sát chân Ngài rồi lui đứng qua một bên đồng bạch Phật. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà như lai đã thuyết lấy gì làm tướng phật dạy các thiên tử thiên tử nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu lấy không vô tướng vô nguyện làm tướng bát nhã ba la mật đa thâm sâu lấy hư không không tạo tác không sanh không diệt không nhiễm không tịnh không tánh không tướng chẳng bạn chẳng thường chẳng một chẳng khác không đến không đi làm tướng bát nhã ba la mật đa thâm sâu có vô lượng các tướng như vậy thiên tử nên biết các tướng này tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều dựa vào thế tục mà nói chứ không dựa vào thắng nghĩa thiên tử nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu đối với những tướng như vậy tất cả trời người a tu la vân vân trong thế gian đều không thể phá hoại vì sao vì tất cả trời người a tu la vân vân trong thế gian cũng có tướng như vậy thiên tử nên biết các tướng không thể phá hoại các tướng các tướng không thể biết rõ các tướng các tướng không thể phá hoại vô tướng các tướng không thể hiểu rõ vô tướng vô tướng không thể phá hoại các tướng vô tướng không thể hiểu rõ các tướng vô tướng không thể phá hoại vô tướng vô tướng không thể hiểu rõ vô tướng vì sao vì tướng hoặc vô tướng, hoặc tướng vô tướng đều vô sở hữu, phá và bị phá, biết và sự biết, người phá và người biết đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết các tướng như vậy chẳng phải do sắc tạo ra, chẳng phải do thọ tưởng hành thức tạo ra cho đến chẳng phải do trí nhất thiết tạo ra chẳng phải do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tạo ra thiên tử nên biết các tướng như vậy chẳng phải trời tạo ra chẳng phải không phải trời tạo ra chẳng phải người tạo ra chẳng phải không phải người tạo ra chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu chẳng phải thế gian chẳng phải xuất thế gian chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi không bị ràng buộc không thể tuyên thuyết Thiên tử nên biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này xa lìa các tướng. Không nên hỏi bát nhã ba la mật đa thâm sâu lấy gì làm tướng. Này các thiên tử, ý các ông thế nào? Giả sử có người hỏi, tướng hư không như thế nào? Nếu hỏi như vậy là tránh đáng không? Các thiên tử thưa, bạch thế tôn không. Vì sao? Vì hư không vô thể, vô tướng, vô vi không nên hỏi như vậy. Phật dạy,